360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì ô tô 360 sẽ gửi đến quý vị và các bạn một sản phẩm mới mà ô tô 360 chúng tôi vừa mới mua về được ạ. Đó là chiếc xe ở phân khúc hạng sedan, đó là chiếc xe Mazda 3. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe được trang bị là động cơ xăng và là động cơ 1.6 lít và hộp số tự động ạ. Chiếc xe cũng đã được trang bị tương đối đầy đủ option rồi ạ. Sau đây thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 sedan 2013 này ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 300 triệu đồng thôi. Chỉ hơn 300 triệu đồng thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe sedan Mazda 3 2013 này rồi ạ. Và nếu như quý vị các bạn đang xem clip này thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Và nếu như quý vị các bạn quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 này thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để tư vấn ạ. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 3 2013 này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 300 triệu đồng thôi ạ. Sau đây thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi màn ảnh để xem trực tiếp về chiếc xe Mazda 3 2013 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn, nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.